Thưa quý vị và các bạn, theo trang thống kê dữ liệu theo thời gian thực worldometers.info, tính đến thời điểm hiện tại thì thế giới đã ghi nhận tổng cộng 120.400.651 ca nhiễm và hơn 2,66 triệu ca đã tử vong vì dịch bệnh. Ba quốc gia có số ca mắc bệnh cao nhất trong vòng 24 giờ qua, đó là Brazil với 44.000 ca, Mỹ là 36.000 ca và Ấn Độ là 26.000 ca. Và ngoài ra thì SARS-CoV-2 và COVID-19 cũng đã ảnh hưởng trực tiếp và đã có mặt ở trên 221 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong 24 giờ qua thì có những diễn biến mới nhất được cập nhật ở tại Mỹ, Italia, Hàn Quốc và Philippines. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 30 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 546.000 ca tử vong do đại dịch. Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, gần 4.000 ca nhiễm các biến thể mới của SARS-CoV-2 đã được ghi nhận tại Mỹ tính đến ngày 11 tháng 3. Phần lớn trong số đó có 3.701 ca nhiễm biến thể B.1.1.7 được phát hiện đầu tiên tại Anh. Có 108 ca nhiễm biến thể B.1.351 được phát hiện lần đầu tiên tại Nam Phi và 17 ca nhiễm biến thể P.1 được phát hiện lần đầu tiên tại Brazil. CDC Mỹ cho hay các ca này được nhận diện trên cơ sở các mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2 và không đại diện toàn bộ các ca nhiễm biến thể đang lưu hành ở Mỹ. Dữ liệu trên cũng dẫn tới nhận định rằng B.1.1.7 có thể trở thành biến thể chủ đạo gây bệnh COVID-19 ở Mỹ trong tháng 3. Italy ghi nhận hơn 3,2 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 101.000 ca tử vong vì dịch bệnh. Theo tài liệu của Văn phòng Nội các Italy, tướng Francesco Paolo Figliuolo, đứng đầu nhóm chuyên trách chống dịch COVID-19, đã công bố kế hoạch tiêm chủng quốc gia. Theo đó, nước này sẽ tiêm ở mức tối đa công suất với 500.000 liều mỗi ngày. Italy dự kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận thêm các lô vaccine. Đến quý 2 năm nay sẽ nhận được tổng cộng 52,5 triệu liều, từ mức 15,7 triệu liều trong quý 1 và đến quý 3 nhận được tổng cộng 84,9 triệu liều. Hàn Quốc ghi nhận hơn 95.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1.600 ca tử vong vì dịch bệnh. Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm mới trong ngày 13 tháng 3 đã ở mức cao nhất trong vòng 22 ngày qua, ở mức trên 400 ca trong ngày thứ 5 liên tiếp. Trong số ca nhiễm trên, hơn 130 ca liên quan đến một nhà tắm công cộng ở thành phố Jinju, miền Nam, khiến thành phố này phải yêu cầu cơ sở trên ngừng hoạt động trong 2 tuần và hàng trăm khách hàng cùng những người có tiếp xúc gần phải đi xét nghiệm. Philippines ghi nhận hơn 621.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 12.000 ca tử vong vì dịch bệnh. Bộ Y tế Philippines báo cáo ca nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 có tên P1 trên một công dân vừa trở về từ Brazil, nhưng không tiết lộ thông tin về bệnh nhân. Biến chủng P1 được phát hiện đầu năm nay ở thành phố Manaus của Brazil, dẫn đến khủng hoảng y tế ở nước này và lây nhiễm đến nhiều quốc gia. Philippines cũng đang chật vật đối phó với biến chủng SARS-CoV-2 từ Anh và Nam Phi, với lần lượt 177 và 90 người nhiễm virus.